Hút gói à? Để anh Bình anh coi mình có một cái gói 88 à? Nói thì khó biết mày trả nó luôn cho hà mình đánh cho phải ha. Đúng rồi. Em mấy chi thế chi đây này. Ba em mua em hai chai đó mà chị thấy mắt. Ồ thuốc mới chắc ngon Dương à. Thuốc 40.000 đó. Ờ có 10 với anh mua thêm mấy gói nữa đó. Đến được á, bữa nán nay anh chị có điều rồi anh lái cái máy cha nó được. Loại nước á. Rồi chắc được á. Một gói này. Một bình. Một gì đây? Cái này cái này hết 35 này, không trụ này hết 30 trụ. Trọng chứ. Dạ, ngon, 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 cách chạy xanh này vẫn anh xanh thì thấy còn nữa, không biết anh để phải thử có 10 ngày nữa rồi sao ha. Nếu mà thiệt, nếu mà hắn mà chết ngon thì chứng tỏ là thằng mày nó lại không nhiều, nó rẻ nó mà có 105 tính ra 5 gói kia nữa anh không có khỏe quá. Nếu anh mua em là 10 gói với hai chai đó, 105.000 một chai chứ mấy chỉ được 5 bình anh về đó. Dạ dạ anh chỉ cần về đó là mình đó. Bà cô có điện cho chị chút cái quả dạ. Không chạy không.